đám cưới á hậu thùy dung cô dâu chú rể nhảy cực sung loạt sao đình đám quy tụ đám cưới của á hậu thùy dung và chồng doanh nhân diễn ra tại thành phố hồ chí minh với sự có mặt của gia đình và những người bạn thân thiết sau 4 năm hẹn hò kín tiếng á hậu thùy dung và chồng doanh nhân quyết định về chung một nhà tối nay ngày 3 tháng 12, đám cưới của cặp đôi được diễn tại thành phố hồ chí minh trong sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Á hậu Khánh Vân, Kim Diên, Lệ Hằng, Ngân Anh và chồng Thủy Tiên đã đến để gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Buổi lễ mở màn với tiếng ca đến từ chính thân sinh của Á hậu, người bố của cô. Hát được khoảng nửa ca khúc, bố Thủy Dung bước xuống sân khấu, đón cô dâu đi vào và chính tay dắt con gái băng qua hàng trăm quan khách, tiến đến sân khấu. Suốt quãng đường nắm tay bố, Thủy Dung không khỏi xúc động vì cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng thiêng liêng. Sau đó, cô dâu chú rể thể hiện tiết mục khiêu vũ vô cùng ngọt ngào. Trong ngày trọng đại, cô dâu chú rể thu hút ánh nhìn khi xuất hiện đẹp đôi trong trang phục cưới, khoác lên mình những thiết kế trắng tinh khôi, thủy dung lộ diện rạng rỡ, nhan sắc mỹ mì miều, nền nã của nàng hậu khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Sánh đôi bên thủy dung, chú rể diện vét lịch lãm, khoe gương mặt điển trai tựa nam thần vip, cả hai được nhiều người khen là xứng đôi vừa lứa khi sở hữu tổ hợp vi doãm chọn 10 điểm. Trong hôn lễ, Thùy Dung xúc động chia sẻ, từ những ngày đầu tiên, em đã biết anh sẽ là chồng của em em cũng biết chắc chắn không một ai yêu em nhiều như anh yêu em. Trong suốt thời gian bên nhau, em cùng anh trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau trưởng thành. Trong tương lai, chúng mình có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng em hứa sẽ luôn bên anh để vượt qua tất cả. Em biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, người mẹ tốt cho các con sau này. Em yêu anh và mong dành chọn cuộc đời này bên anh. Chồng Thùy Dung cũng bộc bạch, ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã nói với mẹ rằng con muốn ở bên cô gái này. Anh yêu em và muốn chăm sóc em cả cuộc đời. Đặc biệt, trong hồn lễ chồng của Thùy Dung còn thể hiện tiết mục đàn vô cùng lãng mạn. Không những vậy, á hậu Thùy Dung và chồng còn cùng gian khách mời quẩy cực sung khiến không khí hồn lễ trở nên bùng nổ. Đám cưới của á hậu Thùy Dung được tổ chức tại một địa điểm sang trọng. Không gian tiệc cưới được trang trí ngập tràn hoa tươi, lấy màu trắng là màu chủ đạo, vừa thanh lịch vừa ấm cúng. Khu vực chụp hình còn được bày trí theo phong cách đón Giáng sinh vô cùng bắt mắt hôn lễ của cả hai có sự đổ bộ của dàn nghệ sĩ đình đám của vip ảnh nvcc tìm sự kiện